Xin chào anh chị các bạn trở lại với channel xe hơi. Tháng 7 ngâu, tháng 7 âm lịch thì nhiều bác cũng khá là hạn chế giao dịch và mua bán trong cái thời điểm tới. Thì cái nhu cầu mà mình lấy xe trước cái thời điểm tháng ngâu này thì cũng rất là nhiều. Đi kèm với đấy thì cái việc khuyến mại nó bị co lại một chút do cái lượng xe của tháng 8, tháng 9 nó sẽ không nhiều nhá. Một số đầu xe của Ford như là Ranger, Everest thì cái khuyến mại nó sẽ co lại một chút. Các bác lưu ý giúp em, các bác lần đầu xem video thì bên Ford bên em sẽ không được chào giá bán, ví dụ như là giảm bao nhiêu, tặng đồ gì qua cái video như này. Đấy, thì các bác có nhu cầu mua có thể alo trực tiếp hoặc nhắn tin liên hệ các thứ của bên em để bên em gửi báo giá nhé. Liên hệ làm việc thì bên em cũng trao đổi rất là thoải mái bình thường được. Tuy nhiên thì nó có hạn chế ở cái việc chào giá ở trên mạng như này thôi. Đó. Thì cái xe này là xe bản XLS một cầu xuất động 707 triệu. Đây là bản đã nâng cấp đèn LED rồi nhé. Gần như thời điểm này thì thị trường sẽ không còn cái bản halogen cho đèn halogen cho xe mới nữa. Em quay thì cũng đa phần là quay bán xe mới. Tuy nhiên thì sẽ có cả xe cũ, xe lướt. Tất nhiên là cái bán tải cũ lướt nó để mà đẹp mà chào bán thì nó sẽ không nhiều. Như hôm rồi thì em có bán một bác ở Trương Mỹ xe năm ngoái, sau đó giá vào khoảng hơn 5 đồng một chút. Xe lướt 2022. Đi thì cũng rất là ít, xe đẹp thôi. Với cái xe mới như này thì hiện nay mình được giảm thuế trước bạ này. Lăn bánh ở tỉnh địa phương nó sẽ dao động vào khoảng gọi là 700 nhô một chút nhé. Thời điểm trước thì có những lúc nó sẽ lăn bánh vào khoảng dưới 700. Thì đây nguyên bản của chiếc xe mới. Lâu lắm thì cũng mới có một cái xe mộc về quay cho các bác xem như này. Lưu ý giúp em là với phiên bản một cầu số động thì mình sẽ là ghế nỉ nhá. Đây ghế nỉ này. Sàn nỉ, ghế nỉ chưa có lót thùng cao su. Đấy, những cái phụ kiện đi theo thì nó cũng chưa có gì, như giá kính trải sàn, cam hành trình. Đấy. Cái này thì mình có thể cân nhắc mua hoặc là đàm phán về mức giá bán. Đây là bản bên em bán chạy nhất, bản một cầu số động, đầy đủ các màn điện tử này, vô lăng điện này, cruise control, giới hạn tốc độ, màn hình hiển thị cam lùi, chỉ thiếu gọi là cái ghế da và cái cảm biến thôi là mình có thể đi lại bình thường và gần như không phải là cái phụ kiện gì cả. Ngoài phiên bản này thì bên em vẫn bán các dòng Ranger như là Wildtrak này, Ranger Sport. Thời điểm này thì số sàn cũng chỉ còn duy nhất XL 2 cầu thôi, giá thì khoảng hơn 650. Còn lại như các bản khác thì có mức giá thành cao hơn vào khoảng hơn 800, và cao nhất thì vẫn là Ranger Raptor vào khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 nhé. Đây là một cái xe bên em chuẩn bị hoàn thiện và giao cho khách. Đó, màu này thì màu ghi xám thì bên em bán cũng khá là nhiều. Với các bác mà ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, một số tỉnh lân cận, Hà Nội, Hải Dương có thể qua bên em xem xe trực tiếp nhé. Gần hơn và tiện hơn là việc mình đi qua Hà Nội. Hiện nay lãi suất vay mua xe trả góp thì mình có thể vay tối đa vào khoảng 70% giá trị xe với các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Lãi suất hiện nay tốt nhất thì mình có thể theo vào khoảng tầm 2 đến 3 lựa chọn về lãi suất. Ví dụ như là gói cố định trong vòng 1 năm đầu hoặc là gói cố định trong vòng 6 tháng đầu. Tuy nhiên thì cái gói này yêu cầu cái hồ sơ tài chính rất là đẹp. Mình phải có lương chuyển khoản rồi chứng minh tài chính thu nhập tốt. Còn nếu như các bác làm tự do thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để mình tư vấn thêm về cái lãi suất vay nhé. Thông thường thì lãi suất cố định vào khoảng tầm 8,9% trong 1 năm đầu. Còn thả nổi thì thời điểm này cũng tùy theo từng chính sách từng ngân hàng. Đó, cho em đi nhanh qua cái xe này. Đây là bản bán chạy nhất bên em nhé. Từ đầu tháng 5 thì nó nâng lên thành form đèn LED như này. Vẫn có cả đèn bi halogen cho đèn sương mù. Bản này thì được bên em thay mặt ca lăng và
nâng cấp hệ thống đèn. Thời điểm trước thì nó rơi vào khoảng tầm 608, bây giờ nó lên vào khoảng tầm 20 triệu. Đó, 707 triệu. Chưa có lắp thùng, chưa có thanh thể thao, ghế nỉ, sàn nỉ. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì so với mặt bằng chung thị trường của một chiếc xe ra biển vào khoảng 700 thì mình có đây. Cruise control này, giới hạn tốc độ này. Điều chỉnh điều khiển giọng nói này. Đàm thoại, điều chỉnh đàm thoại. Đấy. Hai màn hình. Cân bằng điện tử, tắt bật cảm biến. Ngoài ra thì bên em cũng có bản hai cầu với cái cấu hình y hệt như này, chỉ khác duy nhất là về một cầu và hai cầu thôi. Giá nó lệch nhau khoảng tầm 80 triệu. Với các bác mua Ford năm 2023 thì bên em cũng trang bị thêm một app Ford Park. Cái này thì giúp các bác đèn nổ được từ xa mà hoàn toàn có điện thoại nhé, lên xuống kính và cũng như là định vị GPS. Đấy, khá hay. Cái app này thì mình vẫn hoàn toàn có thể làm đèn nổ start stop trên phiên bản này được, không vướng gì cả. Nếu mà các bác có nhu cầu có thể alo trực tiếp qua bên em để xem xe và gửi báo giá nhé. Xin chào và hẹn các bạn trong cái video tiếp theo.